Đến với chương trình livestream bán nông sản, nghệ sĩ Xuân Bắc giản dị đội mũ cối, đi dép Lào như một anh nông dân bán hàng thực thụ. Ngay trong những phút đầu của livestream, nghệ sĩ Xuân Bắc đã chốt được những đơn mua vải thiều Lục Ngạn đầu tiên, có những đơn lên đến 2 tấn. Hiện tại muốn mua thì thế này, đơn giá của chúng tôi là từ 50.000 trở lên, và nếu như mà chốt 300.000 là chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển. Đúng không? Giá là 30.000 một cân. Không, tôi biết rồi, tức là 50.000 một chốt đơn, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ cung cấp loại 300.000 trở lên. Đấy, mình phải nói thế để cho anh em người ta còn hiểu. Tham gia chương trình kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ anh cực kỳ xúc động khi biết có chương trình và chủ động liên lạc tham gia. Trên tinh thần khẩn trương chống dịch, nghệ sĩ Xuân Bắc mong muốn chốt được nhiều đơn hàng. Tại buổi lễ, ban tổ chức sẽ ra mắt các điểm bán nông sản trực tiếp trên kết nối tiêu thụ nông sản, trước mắt tập trung tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc phân phối như thế này, tức là chúng ta đang chuyển đổi số trong nông nghiệp và đồng thời cũng thực hiện chính phủ điện tử. Đây là cái hình thức mà tôi cho là tính khả thi rất cao. Vì thứ nhất là cái thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng thì người tiêu dùng đã nhận dạng rất rõ, và thực chất là chất lượng cao, có quy trình, có truy xuất nguồn gốc, có quy trình canh tác, có phòng trừ sâu bệnh và có thu hoạch, có vận chuyển. Như vậy là chúng ta có những cái mặt hàng nông sản không khác ở khu vực quốc tế. Thứ hai là khi mà chốt được đơn hàng thì cái thời gian chờ đợi không đâu. Và thứ ba là có thể rất nhiều vùng miền có thể chốt được đơn hàng. Và cái cách làm này tôi tin chắc là nó sẽ được lan tỏa và nó sẽ là tiền đề cho giai đoạn tới trong cái việc mà giao thương nông sản giữa các vùng miền với một thị trường 100 triệu dân, sức tiêu thụ kia gớm lắm. Cho nên là rất nhiều doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào và những doanh nghiệp Việt cũng đang lớn mạnh cùng với các doanh nghiệp FDI. Và làm nông nghiệp ở Việt Nam là một trong những lợi thế rất lớn. Và nhiều người hỏi làm nông nghiệp có giàu không? Nhật Bản làm nông nghiệp giàu, Hà Lan làm nông nghiệp giàu, nhiều nước làm nông nghiệp giàu. Cho nên là đây là một trong những cái hình thức phân phối tôi cho là rất sáng tạo và cũng rất thuyết phục và rất thực tiễn và chắc chắn sẽ nhiều hiệu quả. Chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh của hệ thống được tổ chức 4 cấp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương và những lợi thế do công nghệ số mang lại để kết nối các bạn tình nguyện viên, các hộ gia đình, các hãng kinh doanh, các cửa hàng và đặc biệt là các trụ sở địa điểm của Đoàn Thanh niên, của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân ở trên khắp vùng miền của cả nước, để hình thành các điểm nông sản bán trực tiếp và bán trực tuyến. Đồng thời thì sẽ huy động sự tham gia của những người nổi tiếng, của các văn nghệ sĩ trẻ cùng với các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện các cái hoạt động tình nguyện bán hàng ở trên nền tảng số, nền tảng mạng xã hội. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn ít nhất là 20 khóa cho các bạn thanh niên nông thôn, cho bà con nông dân, để các bạn, để bà con có khả năng tham gia vào cái chuỗi liên kết và thực hiện cái hoạt động bán hàng trực tuyến. Và chúng tôi hy vọng rằng với sự kết nối đồng bộ như vậy thì kết nối nông sản thực sự sẽ san sẻ yêu thương và vượt qua đại dịch. Bên cạnh buổi livestream tại lễ khởi động, ban tổ chức sẽ tổ chức 3 buổi livestream bán hàng vào khung giờ 20 giờ các ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 6 năm 2021 nhằm hỗ trợ người nông dân làm quen với các phương thức giới thiệu, quảng bá bán hàng trực tuyến phù hợp với bối cảnh của dịch bệnh, tạo ra mạng lưới đại lý kết nối tiêu thụ nông sản quy mô rộng khắp cả nước và vai trò xung kích tình nguyện chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, hội đoàn viên thanh niên cả nước chung tay cùng toàn xã hội ứng phó dịch bệnh COVID-19.